Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ xin và cũng như là nhận info Facebook của người khác một cách cực nhanh mà chúng ta không cần phải tìm kiếm bằng tên cũng như là những cái công cụ bên ngoài như là số điện thoại hoặc là địa chỉ email nha. Thì rất là đơn giản, nếu như các bạn muốn chia sẻ cái tài khoản Facebook của chúng ta cho người khác có thể là dễ dàng kết bạn, hoặc là các bạn muốn xin info Facebook của người khác để có thể là kết bạn với họ mà các bạn không cần phải tìm kiếm cái tài khoản Facebook thì các bạn có thể là làm như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể là mở ứng dụng Facebook của trên điện thoại của các bạn lên. Và ở trong ứng dụng Facebook này, các bạn bấm cho mình vào cái phần biểu tượng tìm kiếm ở đây. Và các bạn sẽ gõ cho mình cái từ đó là QR. Các bạn sẽ gõ cho mình cái phần đó là QR thì nó sẽ hiện ra một cái phần đó là mã QR. Các bạn sẽ bấm vào cái phần mã QR này. Lúc này thì các bạn sẽ cho phép cái ứng dụng Facebook nó được phép truy cập vào phần camera trên điện thoại. Ở đây thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trình quét. Các bạn có thể là quét cái mã QR của tài khoản Facebook người khác để các bạn có thể là kết bạn với họ thông qua cái phần là mã QR. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn vào phần là mã QR của tôi. Lúc này thì người khác muốn kết bạn với tài khoản Facebook của các bạn thì chỉ cần mở cái phần trình quét mã QR lên và sau đó quét cái mã QR này thì họ sẽ được kết nối và cũng như là gợi ý kết bạn với cái tài khoản Facebook của các bạn mà không cần phải gõ và tìm kiếm bằng tên tài khoản Facebook hoặc là email, số điện thoại.